Trấn Thành thèm cháo trắng phun topping lúc nửa đêm. Trấn Thành và Harry Uân tiết lộ thường ăn đêm với món cháo trắng lá dứa, cùng đủ loại topping mặn. Trấn Thành được biết đến là một nghệ sĩ sành ăn. Anh cùng bà xã Harry Uân từng có loạt vlog giới thiệu các món và quán ăn vỉa hè thuộc ở Sài Gòn. Mỗi khi đi du lịch, nam nghệ sĩ cũng mách cho fan những địa chỉ ẩm thực hay đặc sản ngon bổ rẻ. Tuần trước, Trấn Thành bật mí một thói quen ăn uống của vợ chồng anh là thường xuyên ăn đêm. Một trong những món ăn đêm quen thuộc của cả hai là cháo trắng kèm các loại topping. Gọi là cháo trắng nhưng trên thực tế, cháo được nấu với lá dứa nên có màu xanh nhạt, mùi thơm nhẹ, vị nhạt nên có thể kết hợp với nhiều đồ mặn ăn kèm. Phần cháo được nấu đơn giản nhưng phải thật khéo léo để hạt cháo nở bung, xâm xấp nước, không quá đặc hay quá lỏng. Các loại topping cũng được nêm vừa vị, không quá mặn để lấn át vị giác. Đây là món ăn quen thuộc của người Hoa vào bữa sáng, có thể bắt gặp ở nhiều quốc gia. Một nồi cháo trắng có thể mix với trên 20 loại topping khác nhau, tùy theo khẩu vị của thực khách. Trấn Thành ghiền nhất là các vị ba khía, cà muối, dưa mắm, tôm rang, thịt kho tiêu. Ngoài ra, nhiều quán còn bán thêm cá cơm chiên giòn, tép rang, cá lóc kho tiêu, chà bông, ruốc, cá bống, cá cơm kho, trứng vịt muối, trứng bắc thảo, xá bấu. Mỗi món được đặt trong một chén nhỏ. Trong đó, nhiều thực khách ưa thích ba khía trộn. Ba khía tách làm nhiều phần, sau đó thêm chanh, ớt, tỏi, đường. Vào mùa me non, người ta có thể giã nhuyễn me, tỏi, ớt để trộn ba khía. Tô cháo trắng thơm ngon, bốc khói dùng kèm với món ba khía trộn tỏi ớt cay cay, đậm đà thích hợp ăn trong những ngày mưa. Cháo trắng lá dứa được xem là món ăn quốc dân ở Sài Gòn, bán ở nhiều khu chợ hay các tuyến phố. Tại các gia đình, những khi chán cơm, nhiều người cũng bắt bếp nấu một nồi cháo đơn giản, kết hợp với đồ ăn mặn còn sót lại trong tủ lạnh để làm thành món ăn thanh đạm. Nếu có lỡ thèm ăn đêm, món ăn này cũng khá nhẹ bụng, dễ tiêu. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.